Trước hết, chúng mình sẽ cùng đến với khái niệm thế nào là mở bài. Mở bài chính là phần giới thiệu của câu chuyện được kể. Con có thể giới thiệu về tên truyện, về chuyện kể về ai hoặc kể về việc gì. Trong phần giới thiệu này, con có thể đưa thêm những yêu cầu của đề bài lồng ghép ngay trong phần đầu tiên, phần mở bài. Ví dụ, đề bài là kể về người bạn thân của em. Con có thể lựa chọn phần giới thiệu sao cho lồng ghép được những yêu cầu mà cô vừa nêu. Ví dụ, Lan là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi ở gần nhà nhau, học cùng nhau từ lớp mẫu giáo nên rất hiểu nhau. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm vui. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Như vậy, trong phần mở bài này, con đã giới thiệu được nhân vật miêu tả. Con giới thiệu được phần yêu cầu của đề bài, đó là người bạn thân thiết, diễn giải về thân thiết và gắn bó như thế nào. Đấy là cách mà con sử dụng mở bài trước khi bắt đầu phần câu chuyện tiếp theo. Thêm một ví dụ nữa này. Ví dụ, đề bài yêu cầu kể một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã nghe về Bác Hồ. Con có thể có sự mở đầu như sau. Bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân Việt Nam và danh nhân của thế giới. Sự nghiệp của Bác thật là vĩ đại. Nhưng sự nghiệp ấy lại bắt đầu từ suy nghĩ rất đơn giản. Một quyết định táo bạo từ thuở thanh niên của Bác. Câu chuyện thế này. Như vậy, đang muốn lồng ghép một câu chuyện và câu chuyện ấy được con giới thiệu lồng ghép phần yêu cầu của đề bài. Bên cạnh đó, con cũng có thể giới thiệu về nhân vật và bắt đầu câu chuyện tiếp theo, đấy chính là phần mà con kể tiếp.